Đoàn giám sát của tỉnh ủy do ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Long Điền về triển khai thực hiện nghị quyết số 14/2018 của tỉnh ủy trong xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đại diện một số sở ngành của tỉnh. Thực hiện theo nghị quyết số 14 của tỉnh ủy và quyết định số 602 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ huyện ủy Long Điền đã thành lập ban chỉ đạo và tổ chức việc trong xây dựng phát triển đô thị Long Hải, tổ chức 11 cuộc họp để cho ý kiến đối với các đồ án quy hoạch có liên quan đến việc xây dựng và phát triển đô thị Long Hải, như đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực bãi ngang, đồ án quy hoạch và đầu tư cụm công nghiệp chế biến hải sản tập trung, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư số 1 Phước Hưng, An Ngãi, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư số 2 thị trấn Long Hải. Theo đề án xây dựng phát triển đô thị Long Hải giai đoạn 2018-2020, khắc phục một số tiêu chuẩn còn thiếu và chưa hoàn thiện của đô thị loại 5. Giai đoạn 2021-2025, hoàn thành các tiêu chuẩn để Long Hải đạt đô thị loại 4. Giai đoạn 2026-2030, Long Hải hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại 3 và hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, khu du lịch cấp quốc gia Long Hải, Phước Hải vào năm 2030. Đến nay, huyện Long Điền đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng cho 3 dự án liên quan đến đô thị Long Hải, với tổng diện tích đất thu hồi hơn 6 hectare, tổng kinh phí đền bù hơn 210 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy Long Điền tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đồng thời định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm quá trình triển khai đề án. Địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến sâu rộng nội dung nghị quyết số 14 của tỉnh ủy nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong triển khai xây dựng phát triển đô thị Long Hải.